Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Châm Hương có vâng ạ. Đó, vâng là, vâng là biểu tượng của thành phố Nha Trang. Quảng trường 24 là ngày giải phóng Nha Trang.
đi trên đường trên cái cầu Trần Phú. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, buổi chiều ngày hôm nay là ngày 15 tháng 5 2022. Trường Nguyễn đang có mặt tại thành phố Nha Trang. Bên cạnh tôi là anh Đậu Mạnh Hùng, kiều bào ở Canada và cũng là đại biểu trong đoàn kiều bào đi ra thăm Trường Sa năm nay. Khi đến tập trung lại với nhau thì chúng tôi được biết là anh Đậu Mạnh Hùng cũng có một cái cuộc đời hết sức là trôi nổi. Là một doanh nhân. Và hiện nay thì chúng tôi đang ngồi trên tầng 26 của khách sạn Marble Hotel Marble Hotel and Apartment. Đây là một cái khu khách sạn và căn hộ có thể nói là sang trọng ở thành phố Nha Trang. Tôi muốn được giới thiệu với quý vị không phải là cái khách sạn không, mà cái cuộc đời, cuộc sống của anh, cái cuộc đời doanh nghiệp của anh Đậu Mạnh Hùng như thế nào. Và trước hết là xin chào anh. Chào anh em mình được gặp nhau và sẽ có một chào cái chuyến hải hành rất, đúng không? Rất là có duyên. Xin chào khán giả của Việt Nam Today. Khán giả của anh, cái truyền hình của anh Trường Nguyễn. Dạ vâng. Thì tôi cũng rất là vô tình mà cũng rất là may lại được ở trong cái đoàn đi công tác Trường Sa này, lại được tình cờ lại được ở chung phòng. Dạ. Chung phòng với cả anh Trường Nguyễn thì dạ, mới có cái buổi ngày hôm nay thì cũng rất là hạnh và rất vui được giới thiệu cái khách sạn như là cái sản phẩm, và đấy cũng là một sản phẩm từ cái tôi đã kinh nghiệm được từ Canada về để vâng, có thể làm ra một cái sản phẩm như này. Dạ. Xin chào. Chúng ta sẽ có thời gian để mà xem cái khu khách sạn Marble Hotel và Apartment sau, nhưng mà trước khi đi vào đó thì tôi muốn quý vị cùng lắng nghe cái câu chuyện lập nghiệp của anh Đậu Mạnh Hùng. Theo như tôi được biết thì anh Hùng di cư qua bên Canada vào năm 2009 đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Với gọi là đi qua bên đó là để mà đầu tư lập nghiệp. Đúng rồi, đi giao diện đầu tư. Trước khi anh đi qua đó thì anh công việc anh ở Việt Nam như thế nào? Trước đấy thì tôi cũng làm nhiều ở Việt Nam, thì sau khi học đại học ngoại thương ở Việt Nam xong thì tôi cũng làm cho công ty của chính phủ, tức là phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam một thời gian, thì cũng rơi vào 7-8 năm. Rồi sau đấy rồi thì thôi, mỗi người một tính, tôi thì cũng tính thích khám phá đây đó, thì mỗi người một cá tính thì tôi cũng xin thôi làm nhà nước để đi lập nghiệp riêng. Thì sau cũng nhiều cái nghề kinh doanh của Việt Nam cũng có cái thành công, cũng có những cái thất bại, thì câu chuyện đấy thì dài, nhưng mà thôi đến năm 2007 thì tôi cũng, các cháu nó cũng bắt đầu đến tuổi đi học, thì tôi nghĩ mới đầu thì nghĩ đơn giản để đi để chỗ nào nó thành phố nó yên bình đẹp nhất để dành cho con cháu. Thì tôi cũng nghe trên thông tin đại chúng thì Vancouver là một thành phố đáng sống nhất nhì thế giới. Thôi với cái bản tính ham cái đẹp, ham cái vui thì tôi thì muốn khám phá thì cũng làm hồ sơ để đi xin sang Canada để chủ yếu là cho cái cháu học hành chỗ nơi tốt nhất. Thì đấy là tâm nguyện, thì tôi nghĩ không có gì sai cả. Tức là đơn giản là tôi muốn chỗ nào tốt nhất, là đẹp nhất để dành cho con cháu, cho nó học và cho nó được hưởng thụ cái cuộc sống tốt đẹp nhất sau này. Đấy là nói rất thật là như thế. Nhiều người thì là lọc chọn châu Âu anh ạ, hoặc là chọn bên anh lại chọn Bắc Mỹ, Canada, tại sao không là Mỹ? Ở đó thì tôi cũng đã nói qua đại chúng và tôi lại thấy Vancouver là một thành phố đáng sống, và tôi lại thích chỗ nào nó cũng phải, nó thôi thì cũng phải có cuộc sống nó
bình yên hoặc sạch sẽ, đầu tiên là phải môi trường sống, môi trường cho trẻ con. Thì nếu mà đã được chọn là một thành phố đáng sống nhất của thế giới rồi thì tôi cũng nghĩ là rất nhiều nhà báo, rất nhiều các cái nhà khoa học đã phải công nhận cái việc đấy. Thì thôi mình cứ theo cái công nhận đấy đi để mình sang xem cái đáng sống nhất thế giới, cái thành phố đấy nó như thế nào. Yeah. Cũng có thể có cơ duyên tốt thì mình lập nghiệp tốt, còn không có thì thôi ta vẫn có thể đi quay trở về Việt Nam cho ta làm về nó chạy chứ. Việt Nam của mình thì vẫn là nơi mình sinh ra, mình cũng hiểu được văn hóa, kể cả văn hóa kinh doanh. Năm 2009 nếu tôi nhớ không lầm là cái thời điểm đó là cái kinh tế toàn cầu nó cũng đang khủng hoảng từ 2007 tới 2010. Lúc đó Canada tuy được nói là một cái đất nước mà cũng có nhiều cái tính ưu việt về môi trường, về cuộc sống vân vân. Nhưng mà cái việc đầu tư của anh vào đó thì như thế nào ạ? Ồ, đầu tư thì qua một công ty chuyên làm về di cư ấy. Mình không làm được, vì tôi cũng chưa đủ tiếng Anh, chưa đủ để tự làm xin làm được, hoặc là skill worker mình cũng chưa cái dạng đấy. Thế thì tôi cũng nhờ qua cái công ty tư vấn về di trú. Họ cũng sắp xếp làm cho, thế thì cũng nhanh thôi. Ưu nhược của tôi cũng nhanh thôi, chỉ hơn một năm sau là đã có thể sang cho tất cả nhà. Là có thể sang cho các cháu học được. Tức là cả gia đình mình qua. Cả gia đình, vâng, tôi đi là cả gia đình năm người. Hai vợ chồng và ba cháu. Thì cháu lớn sang trước, năm 2009 là cháu sang luôn và cháu đi học luôn. Đến năm 2011 thì cả nhà mấy hai đứa cháu nhỏ mới kéo sang nhau cùng ở. Xin hỏi anh là tại thành phố. Cái số tiền đầu tư có lớn không anh? Cũng gọi là lớn thì cũng là lớn, nhưng mà cũng theo tôi nghĩ là nếu mà để trừ đi cái học miễn phí các con có quốc tịch rồi mọi thứ thì tôi nghĩ là vẫn là rẻ. Vâng. So vậy là rẻ, vì ba đứa học trong vòng mấy chục năm, đúng không anh? Mỗi đứa 12 năm chưa kể đại học. Bây giờ các cháu nhà tôi lớn hết rồi, đứa nào học đại học xong. Và cậu nhỏ thì bây giờ bắt đầu năm nay là vào đại học ở Vancouver. Thì ba cháu đều tôi, hai cháu đã, một cháu thì học năm thứ ba, cháu thì đã tốt nghiệp và đã làm. 2009 lúc đó đầu tư bạc triệu không? Không đến, hoàn toàn không đến. Cách đây hơn 20 năm. Về thẳng Vancouver. Nhưng mà cũng chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Vâng. Số tiền thì tôi nghĩ là tôi tính vì làm kinh tế thì cũng phải tính một tí. Thì ba cháu nó học tới một năm bao nhiêu tiền trong đi học, nếu mà đi du học mà lại được không được hưởng quyền lợi gì cả. Cái đấy thì tôi nghĩ là tính con đường là đi di trú thì nó sẽ hợp lý hơn. Vâng. Và rẻ hơn, vì xác định mình cũng không thể nào nay thì ở chỗ này mãi khác được, thì như thế nó hợp lý hơn. Anh là quả một công chức của ngành công thương cho nên là mình có cái con tính như vậy. Giữa Vancouver khi anh đến đó thì nó có đúng giống như là cái suy nghĩ tưởng tượng của anh khi ở Việt Nam không? À không, nếu mà về mọi thứ thì đúng, có. Vâng. Có đúng. Tất cả mọi thứ đều chuẩn chỉ. Tổ chức xã hội họ rất tốt, sạch sẽ, mọi thứ, biển cả con người họ rất văn minh, phải nói là như thế. Và tôi cảm thấy cũng thích. Phải nói thật là cũng thích. Nhất là cha các cháu nhà tôi thì nó rất thích. Vì chúng nó thích, vì đó mà tôi phải đấy lại động lực để cho tôi bắt buộc phải kiếm một cái gì đấy, hoặc là có thể là sinh sống lâu dài một tí, để vì dù sao các cháu đi thì mình cũng thể nào bỏ được rồi. Mình là phải là cái đầu ở đấy và cái cháu còn nhỏ. Thì nhưng mà đúng thật ở một thời gian thì buồn. Nói thật chứ đang ở Việt Nam, đang kinh doanh cũng đang vui, dù sao cũng làm ăn thì có lúc lên lúc xuống, cái chuyện ngã là cũng rất bình thường. Nhưng mà thực sự thì buồn, chỉ muốn về thôi. Mới đầu tôi sang buồn lắm. Thôi vì cũng vì cả gia đình sang. Khoảng bao lâu thì anh mới bắt đầu buồn? Cái lần đầu sang ấy, chỉ một tháng là buồn rồi. Một tháng là thấy buồn. Có một rồi. Tháng là buồn rồi. Xong về hẳn 2 năm ấy chứ, xong không sang thì 2 năm 11 mới ở thu quyết định. Để sang để cho các cháu nó có học. Thì sau 2 năm ở nhà cũng tất nhiên vẫn sang. Mấy tháng lại sang một lần, nhưng lúc ấy là chưa ở hẳn. Buồn là vì thực phẩm, vì tình người, hay là vì cái môi trường thay đổi đột ngột, hay là buồn vì gì? Buồn thật thì là nếu đúng ra bây giờ mình nghĩ lại thì không có việc làm. Cứ ở nhà ăn xong lại không ngồi, mình làm nó quen rồi. Mà bây giờ làm gì bên đấy? Mình không phải người lao động chân tay để đi xin vào hãng xưởng để làm. Cái đấy là nói thật, mỗi người một đấy thì nghĩ cái gì, kiếm cái gì kinh doanh. Và ở đầu mình thì sang là gần như là cũng không quen biết gì ai bên đấy, gì thân nhiều, không có những cái bạn bè gọi là chí cốt gì bên đấy cả.
ngôn ngữ lại bất đồng. Ngôn ngữ thì đúng là cũng bất đồng thật. Mình cũng biết tiếng Anh một ít chứ không đủ. Không đủ để tìm hiểu, để đi sâu vào cái văn hóa của họ, để mình tìm hiểu được cái văn hóa kinh doanh của họ như thế nào và xã hội nó ra sao, thì hệ thống thuế má nó thế nào. Muốn làm cái gì thì cho nó được thì phải muốn làm cái gì nghề thì phải có anh có em, phải có bạn có bè ở bên đấy họ mới chỉ cho mình được. Thì tôi cũng nghĩ nó phải mất thời gian chứ nó không thể ấy được. Thôi thời gian đầu tôi sang hơi buồn nhưng mà thôi tôi lại đi học tiếng Anh thêm rồi bổ túc thêm để mở rộng quan hệ bạn bè. Thì thời gian dần dần nó cũng quen dần. Trong vòng mấy năm. Thưa quý vị khán giả, tôi đang nói chuyện với là anh Đậu Mạnh Hùng, Việt Kiều Canada. Và cái giai đoạn mà chúng tôi đang trao đổi là năm 2009, anh Hùng cùng gia đình qua định cư ở Canada để đầu tư làm việc. Và chúng tôi đang nói chuyện đến cái giai đoạn buồn. Anh làm cách nào để anh vực dậy cái nỗi buồn của anh? Đấy thì tôi cũng nói là một là mình đi học tiếng Anh để mở rộng. Thứ hai là tôi cũng ham mê thể thao. Thế là xong rồi tham gia vào các hội thể thao. Thế là cũng từ cái thể thao đấy thì lại ra được nhiều bạn bè trong hội nọ kia thể thao. Thế là cũng kết nối được rất nhiều bạn ở bên đấy. Dần dần thì cũng quen rồi lâu lâu cũng tổ chức tiệc rồi anh em đến giao lưu thứ thì cũng vui. Tính tôi thì cũng không... Thế là giải quyết được cái khâu là bạn bè quan hệ buồn. Không, tất nhiên qua cái quan hệ đấy thì mình cũng phải... bạn bè là ai làm được cái gì mà mình thấy phù hợp ấy mình sẽ cố gắng để tức là mất một năm không anh để mình có những cái mối quan hệ bạn bè chắc chắn phải năm rồi năm phải năm tức là qua năm 2010 để muốn thân thì cũng phải vài năm chứ cũng không phải là thân ngay được nhưng thôi dù sao cũng một năm cũng để các bạn bè bên đấy đủ hiểu mình cũng đủ niềm tin một phần tại vì nói vậy mình không biết ai đâu thì không ai giới thiệu chỉ qua hội gôn chỉ là chơi thôi khó. Anh có quan sát cái cộng đồng người Việt Nam ở Vancouver như thế nào không? Họ sinh hoạt ra sao? Rồi tôi được biết là cũng có nhiều cái thành phần khác nhau ở bên cộng đồng người Việt ta ở Toronto, Quebec, rồi Vancouver. Riêng ở Vancouver thì thế nào? Tôi thì mấy vùng trên kia thì tôi không biết. Nhưng mà Vancouver thì tôi thấy là anh em thân thương lắm. Thấy tôi đến mới là giúp đỡ rất nhiều mọi thứ, kể cả làm ăn. Sau này cũng rất nhiều người cũng rủ rê tôi làm ăn mọi thứ rồi. Tôi thấy là cũng dễ thương người đúng là cái đất biển hoặc là cái đất du lịch chẳng là có người cũng hiền lành hơn tôi thấy người Việt Nam ở Vancouver là cũng rất dễ thương qua kể cả là sứ quán hay tổ chức các cái buổi lễ buổi tiệc thì tôi cũng hay tham dự thấy cộng đồng rất đoàn kết cái ngành nghề rất phóng khoáng đấy. Người Vancouver là phóng khoáng rất hiếu khách người Việt Nam ấy tôi nói chung cái công việc mà như tôi được biết thì phần lớn người Việt Nam mình qua bên nước ngoài riêng ở Mỹ thì hai cái công việc chính người ta hay làm đó là làm neo nhà hàng đúng rồi làm công nhân nó gọi là thợ lắp ráp trong những công ty không biết ở Vancouver thì cái công việc chính của người Việt Nam mình theo anh thì là công việc gì chính xác tôi thấy cũng vì đa số là những người đi ra đi từ những năm tám mấy đấy thì chủ yếu là ra đi bằng thuyền nhân thì thuyền nhân thì họ cũng không thể nói là trí thức hoặc là ấy được để mà có một cái gì đấy trong địa vị học vấn thì có thể là F2 tức là những đời sau ấy. Mình cứ cho là những người đầu tiên đi thế hệ thứ hai thì với mấy cả bố mẹ phải hy sinh để cho con lớp thế hệ thứ hai thì bắt đầu mới lại tôi thấy thứ hai bây giờ là bắt đầu là khác nghề của bố mẹ bố mẹ sang đấy thật thì như anh đã nói Mỹ giống Canada y xì tôi cũng đi Mỹ rồi giống nhau tức là cũng nhà hàng ăn chủ yếu nhà hàng ăn rồi hệ thống nêu làm nêu là chủ yếu thì tôi thấy nữ thì làm nêu mà nam thì đi làm mãng xưởng hoặc là nhà hàng thì đấy tôi cũng đã sang đấy cũng đã cùng chung để mở một cái nhà hàng ở bên đấy mà anh... lại thất bại anh đã làm chủ tôi nhà đã mua chủ nhà quá tiệm tức là nấu món ăn Việt Nam tất nhiên tôi thì không biết làm nhưng mà tôi cũng đầu tư cùng ông anh nữa ông anh cũng ở bên đấy lâu năm rồi mấy chục năm rồi thì ông cũng rất tự tin là tức là phục vụ trong cái cộng đồng người Việt Nam mình nơi anh sống không tức là đúng rồi nhưng mà tôi làm ở cái một thành phố khác không phải ở Vancouver là một thành phố vệ tinh gần thôi cùng với cả đầu tư chung với cả một anh nữa thì được bao lâu ạ thì được đâu được 3 tháng thất bại lý do tại vì mới đầu thì buồn quá không việc làm thì cũng nghĩ là thôi làm mở ra cho nó vui nhưng thực sự mà mở ra tôi thì cũng hãy đi về Việt Nam nhiều mở ra thì nó vất vả quá lợi nhuận tức là mình thuê nhân viên rồi điều hành rồi làm không tôi thì cũng không làm tôi chỉ đầu tư thôi
mà vợ thì để vợ thì có việc làm một tí cho nó vui. Nhưng thực chất bắt tay vào cái việc mở nhà hàng đúng là hy sinh và rất vất vả. Vâng. Đúng là nhà hàng là một cái nghề cũng dễ làm nhưng mà rất khó. Đòi hỏi rất nhiều thời gian và phải hy sinh. Mà có phải đó là một cái thương vụ đầu tiên anh bắt tay vào ở Canada không? Chính xác. Lại buồn nữa. Lại buồn nữa. À. Buồn lắm thì cũng mất. Mất một mớ tiền. Cũng mất mớ tiền đấy. Một cái đầu tư nhà cũng mất mấy trăm nghìn. À vâng. Mà cũng không thành công. Vâng. Cũng tương đối buồn. Khi làm ở nhà hàng ở Canada như vậy thì anh thấy cái luật lệ ở bên đó rồi cái nhu cầu lượng khách thế nào? Cái đánh giá của anh nào sau cái buồn đấy, sau cái sự thất bại đó? Ồ, cái đúng luật pháp ở Canada thì khác. Khác với làm nhiều, nó mở nhà hàng ra là cũng đủ thứ phải học, phải đi học về lớp ăn vệ sinh an toàn thực phẩm là gì thì phải có bằng, cái gì bên đây cũng cái bằng. Vâng. Mua cái gì làm lắp cái gì cũng phải người chuyên gia đến xin phép hết. Vâng. Tương đối là khó khăn, không dễ như kiểu Việt Nam mình. Việt Nam mình cứ mở là mở thôi. Vâng. Ai làm thì cũng không sao. Bên kia từ lắp một cái bảng điện vào vẫn phải ông thợ điện có bằng cấp đến thì người ta mới công nhận cho. Lắp một cái bếp vào cũng phải ông thợ bếp, nói chung là cũng thấy nó so với Việt Nam mình thì là khó khăn hơn, đúng không ạ? Khó khăn hơn. Giống như ở Mỹ, như quý vị được biết là mở một cái khách sạn, một cái nhà hàng, đường đi vào rồi an toàn thực phẩm, rồi số lượng khách đậu xe, capacity cho cái không gian mọi người sinh sống thế nào là vô cùng chặt chẽ khó khăn. Câu chuyện Mao Bồ chúng tôi sẽ nghĩ là anh Hùng sẽ chia sẻ mà có nhiều điều khác biệt sau này nữa. Tiếp theo sau cái câu chuyện mà anh mở nhà hàng xong, tôi rất là muốn lắng nghe, tại vì câu chuyện bên lề tôi biết là anh rất thành công, ít nhất là ở một cái mức độ nào đó ở Canada. Xin anh kể tiếp sau khi anh buồn với cái nhà hàng đó là anh làm sao, anh lại thay đổi thế nào? Ờ, sau cái nhà hàng đấy thì lại một số anh em bạn bè khác cũng có gợi ý rủ nhau là làm nhà cũ, mua nhà cũ lúc cái nhà bắt đầu đang phát triển là cũng có, thì là mua cái nhà cũ xong rồi thuê thợ, thì những anh thợ Việt Nam đấy, Việt Nam cũng rất nhiều người khéo tay làm sửa lại nhà, dạ, gọi là hoàn thiện đấy, hoàn thiện nội thất ở đấy thì xong rồi về đập sửa đi vã lại. Nhưng mà cái đấy cũng mới là dự tính ban đầu. Tôi cuối cùng nghĩ là thôi, có khi là cũng làm bên này mà làm lớn thì cũng rất là khó, thật sự là rất khó, vừa kiểm soát về tiền bạc tài chính rồi thuế má hệ thống. Đây là tâm sự thật, khó lắm. Người Việt Nam mà không biết tiếng, không biết luật họ là rất khó làm. Mà làm xong không biết sở thuế đến lúc nào thì cũng lại nguy hiểm nữa. Thì đâm ra bên này cũng xác định là thôi làm ở mức độ nào sẽ đủ sống. Vâng. Rồi tôi quyết định mua một hai cái nhà gì đấy vậy thôi, xong rồi cho thuê. Mua để cho thuê nhà. Thuê thôi, thế là thuê lại nhà, thế là khá là có income đủ, tương đối đủ ở bên đấy. Cho cuộc sống nhẹ nhẹ thôi, thế thì cũng đã thấy vui rồi. Thì thôi, từ bắt trước mắt là thế. Anh cho thuê bao nhiêu căn hộ ở trên đấy? Ồ, bên đấy thì chỉ cho thuê nhà thôi, cho thuê nhà, mua quyền năng căn. Thôi. Thế làm chủ nhân ông một căn hộ, một căn nhà đã cho thuê. Thế sống lai rai. Sống lai rai vậy thôi. Cái đấy là khó, nếu mà để làm đầu tư một cách bài bản lớn là khó. Với những người như đứa tuổi như tôi là khó. Hình như là cơ hội nó cũng hết rồi. Thì thôi, để dành cơ hội đấy cho lớp sau này, con cái nhà mình nó muốn làm như nào lấy quyền của nó. Vâng. Thì từ 2009 cho tới 2010 mấy thì anh quyết định anh thay đổi. Đổi từ Vancouver, Canada để trở về Việt Nam. Đến năm 2014 thì đến năm 2014 thì cũng là những cái năm du lịch phát triển. Bắt đầu tôi thấy đi xem nhiều nhà ở Vancouver. Thấy cái giá trị cái nhà ở Vancouver nó khác nhiều quá. Một cái nhà một mặt biển, view biển nhỏ. Chỉ cần nhỏ nhìn những góc khe hé đã tiền triệu rồi. Mà trong đấy chỉ có độ 40-50 mét vuông là tiền triệu. Và hồi đấy nhá, chứ không phải bây giờ thì còn đắt nữa. Bây giờ những cái nhà như thế phải lên gấp rưỡi. Ở Vancouver đôi triệu đô. Đấy, cũng phải gấp rưỡi đến đôi triệu đô nhà chung cư căn hộ. Nhỏ nhỏ. Đấy, tôi nói 40 mét vuông thôi, chỉ 40-50 mét vuông một phòng ngủ thôi. Mà đó giá như thế rồi thì thấy giá trị nó khác quá. Còn bên trong có thể là 500 nghìn cũng có. Nhưng mà có một tí biển thì đã tiền triệu. Thế thì bản thân tôi thì cũng thích biển, thích du lịch khám phá này. Tôi cũng đi từ năm 14 là tôi cũng về về Việt Nam để tìm hiểu lại những cái ngành nghề dịch vụ khách sạn.
du lịch nó như thế nào? Trước khi mà anh về Việt Nam thì lúc đó là những cơ sở, ví dụ như là anh còn nhà ở Việt Nam không? Sau khi mà anh đã đi Canada rồi, anh vẫn còn cơ sở ở Việt Nam không ạ? À còn, cơ sở ở Việt Nam thì tôi vẫn còn. À vẫn còn. Tôi vẫn còn nhà ở Hà Nội. À. Mẹ tôi vẫn sống ở Hà Nội. Vâng. Nhưng mà tôi thì cứ tính nó khổ thế, nó cứ lang thang, thích cứ đặt cái bản kiểu tôi tìm hiểu những cái mới là tôi thích. Vâng. Thưa quý vị, tôi và anh Hùng đang đứng ở tầng 25 của khách sạn Marble, và sau ống kính này là một cái vùng biển cũng khá là mênh mông rộng lắm, và chúng tôi được biết là hàng ngàn mét vuông ở cái không gian này. Tại sao anh lại chọn Nha Trang mà là không những nơi khác? Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu. Mà anh thì đấy, tôi cũng nói năm 14 là tôi có ý tưởng về làm cái đấy. Dạ. Thấy cơ hội đất cát và mọi thứ cũng sẽ tăng trưởng trong tương lai, đấy là điều chắc chắn. Tôi nhìn thấy việc đấy. Vấn đề là chọn ở đâu. À. Thì tôi cũng phải đi. Vậy thì cũng phải đi. Tôi cũng được anh bạn giới thiệu để cũng vào Phú Quốc ở cả tuần. À Phú Quốc ạ. À? Vâng. Phú Quốc cả tuần. Hồi đấy còn hoang sơ lắm. Phú Quốc còn hoang sơ lắm. Vẫn sân bay cũ vẫn đấy, thì đi vào đấy. Cũng mới đầu là cũng thích Phú Quốc, phải nói thật là như thế. Rồi Phú Quốc rồi ra Đà Nẵng. Rồi Phan Thiết. Những cái vùng đất du lịch hiện nay đang là nổi tiếng Mũi Né, là đang những vùng đất nổi tiếng về du lịch. Thì mình chọn chỗ đấy. Nhưng mà tôi đến Nha Trang là tôi bị hấp hồn. À. Tôi bị hấp hồn vì người Nha Trang họ hiền lành quá. À. Còn cái đấy là thật. Cái sự thân thiện của người dân ở đây. Nhìn ra thì điều kiện tự nhiên lại quá tốt. Vâng. Quá hiền lành. Quanh năm ngày là gần 100 năm chưa có bão. Mà 300 ngày nắng một năm, bãi biển thì đẹp. Có người thì hiền lành, mà nó lại là đất liền. Ở Phú Quốc thì cũng là tốt, cơ hội du lịch là tốt, nhưng mà vẫn dù sao vẫn là đảo. Ngăn sông cách chợ, nếu mà đầu tư thì cũng tùy, cũng có người thích cái như thế. Vâng. Cũng có người cảm thấy như thế thì nó vẫn bị ngăn sông. Vì nó như phân tích của tôi ấy, thì tôi thấy là nếu đầu tư Phú Quốc thì về hạn chế về nhân lực. À. Chắc chắn là nhân lực là sẽ rất thiếu, vì đảo Phú Quốc không bao nhiêu người cả. Khi cần là phải lôi từ Sài Gòn các tỉnh khác về. Vâng. Để làm phục vụ với em đi một khách sạn nhỏ nhỏ thôi cũng hàng trăm người rồi, nhưng nó không ít. Để mà nhân sự tốt thì mình phải lôi vào, mà lôi vào thì nếu mà phát triển nhiều thì lại tranh cướp nhau về nhân sự cũng chết. Vâng. cũng làm vấn bài toán, mà phục vụ không tốt cũng khổ. Nhưng mà đã ngăn sông cái chợ thì phải bay bằng máy bay, chứ đi thuyền thì cũng mệt mỏi, khách du lịch thì ít đi thuyền lắm. À. Thì đi bay máy bay thì cũng tùy vào thời tiết nữa. Mà máy bay chỉ được lượng gần đến người thôi. Rồi. Thế nên là thôi mình doanh nghiệp nhỏ không như là tập đoàn lớn. À. Như Vin, Group hoặc Sun thì họ cả. Vâng. Họ đi đến đâu là họ đưa cả hệ thống đến rồi. Thì mình vâng. không thể nào ấy được. Thôi mình nhỏ nhỏ thôi. Mình dù sao thì cuộc sống là cũng đã vui. Dù trong cái mức đầu tư của mình nó hợp lý. Trong phạm vi khả năng của mình, của bản thân mình cũng không phải là đoàn lớn hoặc nhiều tiền nhiều bạc gì sẵn có để mà có thể làm được việc lớn như các tập đoàn khác. Là chọn Nha Trang. Dạ, và khi đến đây là cái mảnh đất mà chúng ta đang ngồi đây, là lúc đó nó như thế nào anh? Tôi lúc đó thì đường đi vào đây, vào cái chỗ này nó nhỏ lắm, và nó còn nói chung là còn xinh lầy. Vâng. Thì vào đây nó còn như thế thì tất nhiên ở đây thì có dự án rồi, từ những năm 14-10 họ đã có dự án rồi. Nhưng mà cũng không làm, nó cũng khó, ở trong nhỏ nhỏ. Vâng. Thì người ta cũng làm lớn, họ quen rồi. À. Thì thôi tôi cũng là có duyên để lấy lại được những đất này. À. Thế thì cũng là mình, do mình người Hà Nội sống ở phố cổ, cái đấy là cái cũng là cái thuận lợi. Tôi sinh ra lớn lên Hà Nội là nhà ở trong cái những hẻm trong Hà Nội phố cổ nhỏ nhỏ. Tôi cũng hiểu, sống ở đấy nhiều năm rồi, tôi cũng thấy, và cũng là cảm giác của mình nó quen quen, cái phố cổ nó nhỏ nhỏ đi, nó lại kiểu đông đông vui vui, mình để thấy thích. Vâng. Thế mà hơn nữa thì thôi dù sao cũng là miếng đất trung tâm của thành phố Nha Trang. Dạ vâng. Nó ngay sát quảng trường. À. Đấy là cái thuận lợi của du lịch. Thưa quý vị, anh Đậu Mạnh Hùng là sinh năm 67, cho nên là thuộc thế hệ chúng tôi, lại là công chức trong ngành công thương, cho nên tôi thấy là nãy giờ anh tính đâu là anh đúng đó. Khi mà quyết định xây, chọn cái tên Marble là chắc là cũng mang, anh định mang Canada về đây chăng? Chắc chắn rồi. Vâng. Anh nói chút về Marble. Tôi cũng là người ở Canada về đầu tư. Marble thì ai cũng biết rồi, nó là lá phong, nó biểu tượng của đất nước Canada. Vâng. Đầu tiên thế đã. Thì tôi đã chọn ngay tên khách sạn Marble. À. Thứ hai nữa là
các tầng, các khối dịch vụ thì tôi cũng lấy tên của các thành phố đặc trưng của Canada. Để dù sao thôi thì tôi là người bên đấy, tôi về đây tôi làm thì cũng có một cái gì đấy hơi hướng hàng ngày để cho mình gợi nhớ, cho mình đỡ nhớ bên kia. Đấy, cũng là bên kia thì tôi cũng có thể tôi đặt nhà tôi là Nha Trang, cặp nhà Nha Trang đâu có sao, để cho tôi đỡ nhớ Nha Trang khi tôi sang bên kia tôi sống. Thế như thế để cho nó nói vậy thôi, chứ đi đến đâu cứ một vài tháng lại nhớ, thì mình đi về bên này 2 tháng sau lại nhớ cái cháu. Đấy, bên mà mình mà sống bên kia thì lại nhớ khách sạn, nhớ anh em bên này. Đấy, cứ phải đi đi về về một năm đi lại nhiều. Nhưng mà thôi, nếu mà để sau này già đấy chắc chắn tôi cũng sẽ lựa chọn là sống ở đây thôi. Ma Bồ được xây được mấy năm thì xong anh? Ma Bồ khoảng 3 năm anh, từ năm đầu 15 đến năm 18 thì xong. Đã đi vào hoạt động. Năm 16, 17 đúng rồi, là bắt đầu hoạt động năm 18. Lát nữa đây thì chúng ta sẽ xem cận cảnh của Ma Bồ như thế nào. Nhưng mà hỏi anh trước là ý tưởng xây dựng đó nó đã từ có lúc trước, tức là anh sẽ xây hotel và apartment và xây nhiều tầng như thế này, hay là nó được cải tạo từ từ lên? Không, nguyên thủy cái ban đầu nó dự án nó đã là 20 tầng ngay từ đầu rồi, còn được phép. Sau khi tôi về thì cái xin được nâng cấp lên thành 26 tầng. Thì bao gồm cả lẫn lộn hỗn hợp, khách sạn, khối khách sạn và khối căn hộ hỗn hợp. Cái thị phần mà nhắm đến của những cái người thuê ở đây rồi sống ở đây, du lịch ở đây của anh là gì? Nếu mà khách du lịch thì nhắm tới thì rất muốn thật thì những người ở nước ngoài về vào chủ yếu là vẫn trên online, cũng là vẫn bán trên kênh booking, là trên online. Booking là trên online là chính, chứ không hạn chế các công ty du lịch. Cũng thật là như thế vì giá rẻ. Đấy, phục vụ không tốt thì tôi không chịu được. Tính tôi phục vụ là phải chu đáo, mọi thứ phải chỉnh chu, chứ không có chuyện là mình đã đặt 4 sao mình phải làm cho nó đúng đúng chất, đúng thương hiệu đấy. Thì hỏi anh một chút là khi 2009 anh đi ra nước ngoài, rồi 2015 anh trở về và anh quyết định xây dựng cái cơ sở này, anh thấy ở đâu vui hơn? Bây giờ có một cái phần gọi là kết luận lại, đúng không? Anh em mình đến tuổi này thì anh hỏi thế thì câu hỏi chắc hỏi thừa, đúng không? Rồi đúng rồi, hơi thừa rồi, chắc xin chắc anh nói cái phần thừa và dư của anh đi. Thì chắc chắn là ở đây là vui hơn nhiều rồi. Tôi nói thật, mục đích thì thôi, các cháu nó lớn vào đại học hết và nó trưởng thành thì vợ chồng già tôi lại về đây ở thôi. Tôi cũng thích Nha Trang và tất nhiên Hà Nội là nơi tôi sinh ra thì không bỏ được. Tôi vẫn phải đi đi lại lại cuộc sống với con gia đình ở đấy nữa. Nhưng mà sống để mà sống thì tôi chắc chắn tôi chọn nơi này, thành phố Nha Trang. Tức là đi tìm cơ hội để mà làm giàu, đi ra nước ngoài cũng đã thấm mùi rồi. Nhưng mà khi về đây thì chúng tôi cũng xin thay mặt anh Hùng có nói rằng cái cơ sở hiện nay, cái miếng đất này là tôi cho rằng nó cũng hàng trăm tỷ chứ không phải ít đâu không ạ. Điều đó có đúng không? Tiền thì cũng không biết bao nhiêu tiền. Tôi thấy là nó hơi bị đắt giá rồi nha. Đất là có thể là đất vàng đấy, bởi vì cái vùng biển này quá mênh mông đây. Và tôi cũng được biết là anh Đồng Mạnh Hùng là cũng là đại biểu duy nhất, tức là một người đến từ Canada để tham gia chuyến đi Trường Sa tới. Làm sao anh đăng ký để đi Trường Sa chuyến này anh Hùng nhỉ? Cái này thì cũng không phải đăng ký. Do anh Tổng lãnh sự, anh Trung qua đây, rất cảm ơn anh Trung, Tổng lãnh sự là cũng có nhà ý là giới thiệu Hùng cho đoàn Trường Sa này. Thì cũng may mắn là bên ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài cũng chấp nhận cái suất đấy của Hùng. Thế là cũng là may mắn. Cái này cũng là cái duyên đi Trường Sa, tôi nói thật cũng không phải là dễ dàng gì đâu. Đó cũng là may mắn. Nhưng mà anh có cái sự mong muốn đi chứ? Tôi rất muốn đi. Anh Trung nói một cái là tôi vui lắm. Tại vì bản thân tôi nghĩ là tôi không được đi. Nhưng anh Trung có điện thoại bảo có được đi Trường Sa lần này như thế này thì muốn đi không? Tôi nhận lời ngay. Và lúc đấy anh Trung cũng bắt đầu mới làm danh sách để xin ủy ban cũng như là trên đại sứ quán để đưa danh sách. Xong đấy có tôi. Anh nghĩ về Trường Sa như thế nào? Trong cái suy nghĩ của anh, tưởng tượng. Không, Trường Sa thì đúng là xa thật. Nói là xa là cũng biết nó là cực đông của Tổ quốc rồi. Tôi lại sống ở Khánh Hòa, thành phố Nha Trang thuộc Trường Sa. Huyện đảo Trường Sa thuộc về Khánh Hòa. Đấy, tôi cũng nghe nhiều, biết nhiều và rất muốn đi, và bạn bè đi cũng về rất nhiều. Nói chung là trước khi đi tôi cũng đã cảm thấy là rất xúc động. Như vậy là anh sẽ được chứng kiến những cái nơi mà biển đảo xa xôi của chúng ta. Chính xác. Và
Tôi có thể nói rằng đây là những cái suy nghĩ và tâm tư, tình cảm của anh, câu chuyện của anh Đậu Mạnh Hùng trước khi đi ra Trường Sa. Trong quá trình mà hải trình đó thì chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để nói hơn nữa. Phần lớn đại biểu của chúng ta đi ra ngoài biển đảo rồi khi trở về đất liền, anh Hùng ạ. Như tôi tham dự 5 lần. 5 lần đây rồi. Là lần thứ 5. Nhưng mà bao giờ về tôi cũng tin chắc rằng anh sẽ có một cái tình cảm với đất liền nhiều hơn nữa. Vì sao? Vì thấy các chiến sĩ của chúng ta ở ngoài biển đảo vô cùng khó khăn. Cuộc sống ngoài đó tôi biết. Vô cùng khăn. Và chúng ta là thấy là chúng ta may mắn có được một cái cuộc sống đầy đủ. Rồi nhất là đời sống của anh hôm nay rất là nhẹ nhàng, thoải mái rồi. Và tôi tin rằng anh sẽ có nhiều cảm xúc sau chuyến đi này. Tôi hy vọng như thế. Và chắc chắn là như thế rồi. Chắc chắn là như thế. Tôi là người dễ xúc động. Vâng. Cũng phải nói thật. Anh xúc động và tôi thấy cái sự xúc động đang dâng trào lên. Xin cảm ơn cuộc nói chuyện của anh Hùng nhé. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Và bây giờ là tôi xin phép để sẽ được người quản lý của Marble Hotel cho chúng tôi được phép để review một chút về cái khách sạn này. Dạ, nhớ để chị. Cho mọi người ở xa về Khánh Hòa có thể thấy được một kiều bào chúng ta có được cái tình yêu và có được cái sự thành công. Và mong muốn kiều bào về. Vâng. Nếu mà có dịp về Nha Trang Khánh Hòa thì ghé qua Marble ở. Vâng. Để trải nghiệm cũng như là tự hào về người xa tổ quốc, cùng nhau về đầu tư, ủng hộ nhau. Vâng. Tất nhiên là những cái ưu đãi về tình cảm, về giá cả chẳng hạn, thế là chắc chắn nó phải có những cái ưu đãi đặc biệt. Dạ vâng. Đứng ở trên đường Trần Phú, mặc dù là trong ngõ một tí thôi, mà tôi đã thấy được cái tòa nhà của Marble Hotel của anh với cái chiếc lá phong nổi bật màu đỏ ở trên đây, rất là dễ tìm. Chúc anh là qua cái đại dịch Covid là sẽ đi vào hoạt động thành công. Và anh có niềm vui như vậy là chúng tôi cũng rất vui và chia sẻ cái sự thành công của anh. Xin cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.